Phú được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Anh Phú ơi, em thấy là từ bữa tới giờ những cái số phát sóng của chương trình thì chúng ta đã được trải nghiệm và cũng như là trải qua những cái câu chuyện cũng khá là tình cảm của các bố con, đặc biệt là ở cái vòng chơi thứ hai. Anh để ý không? Ở cái vòng chơi đó là các bố và các bé đã hiểu nhau được nhiều hơn, và đôi khi là bé sẽ được trải lòng những cái cảm xúc của mình mà bấy lâu nay mình sẽ ngại nói với bố, và hôm nay nhờ chương trình bé lại nói ra hết tất cả những cái tâm tư đó. Mà ngay cả những mẹ, những khán giả ngồi trước mặt anh nhỏ cũng thấy là hay quá, chương trình làm giúp cho mẹ hiểu hơn về bố, về con. Đúng rồi. Và làm một cái gắn kết giữa gia đình rất là thân thiết. Biết đâu những bố ở ngoài kia khi mà bố bận công việc, bố sẽ thấy là sau chương trình này mình sẽ dành thời gian để mà mình thấu hiểu con mình, tâm sự với con nhiều hơn, vui đùa với con nhiều hơn. Và biết đâu là không phải là chỉ có mẹ mới là người mà bé sẽ tâm sự nhiều, mà qua đó bố sẽ là người bé có thể trải lòng mà nhiều hơn. Thời gian thì trôi qua không quay lại được, nhưng cái khoảnh khắc này sẽ lưu giữ mãi mãi. Chỉ có ở bố là tất cả. Lúc mà bố chơi với con, nắm tay con, kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện. Và chỉ có Hồng Phúc và Phương Lan mới giúp được cho các bố điều đó, Phương Lan ạ. Và nó như vậy thôi, bên cạnh đó có những cái sự giải trí, có nghĩa là qua đó các mẹ sẽ nhờ với chương trình gọi là thử thách các bố, để xem là các bố ở trên đây có thực sự tài giỏi hay không mà có thể vượt qua được những thử thách mà chương trình giao ra, và đặc biệt nhất là ở cái phần nấu ăn đó. Bình thường ngoài cái việc mà những bố mà nấu ăn ngon, em không nói, có những bố chưa bao giờ mình nấu một cái món nào đó cho con của mình, và hôm nay nhờ chương trình bố có thể thể hiện hết khả năng của mình. Và em để ý nha, rất chăm chút luôn. Anh làm gì anh chỉ cho anh hoài vậy? Là anh minh họa cho cái chuyện đó. Anh cũng là ông bố vậy, cũng là một ông bố thì anh phải tự hào những gì em nói chứ. Em biết rồi, vậy là thấy bố rất là chăm chút, đặc biệt là tới đây là nấu như một cái bữa ăn đầu tiên mà mình chính tay mình xào, mình nấu cho con của mình thì rất là chăm chút. Thôi bây giờ mình không nói nhiều, nói nhiều là nó cảm động nữa. Đúng rồi, xúc động. Và bây giờ chúng ta không tâm sự nữa mà con sẽ xúc động nhiều. Bây giờ em sẽ mời các cặp bố con chúng ta cùng đến đây. Đầu tiên đó là bố Nguyễn Thanh Hùng và con Nguyễn Ngọc Như Ý. Xin mời. Xin mời. Ai chuẩn bị cho con bộ đầm đẹp này hả Như Ý? Dạ thưa chú, đó là mẹ con. Mẹ con. Rồi gặp thấy đôi giày lấp lánh là mẹ mua cho luôn hả? Dạ. Rồi có bao giờ mà bố mua đồ đẹp cho con chưa? Dạ rồi. Là bố mua cho con cái gì nè? Ba mua cho con sách vở học tập. Sách vở. Còn về đẹp là cái đó là để cho mẹ. Ngày hôm nay đến đây thì đầu tiên con thấy tâm trạng con như thế nào? Dạ con rất là hồi hộp và vui. Rất hồi hộp và vui. Và đây cũng là một trong những cái kỷ niệm đầu tiên mà hai bố con đến với chương trình đúng không? Dạ. Rồi hy vọng là hôm nay con sẽ cố gắng mình chơi hết mình nha. Hết mình với chương trình không nè? Dạ cố. Dạ dễ thương quá. Dễ thương. Tiếp tục sẽ là cặp ông bố tiếp theo, và một bé cũng rất xinh xắn dễ thương nữa, đó là bố Trần Quốc Hoàng và con Trần Đức Duy. Xin mời. Xin mời. Trời ơi. Wow, cô thấy là hôm nay tự nhiên lần đầu tiên đúng không anh? Nguyên một cây com lê. Cây com lê rất là chỉnh chu, ra dáng một người đàn ông đó, rồi quý tộc lắm đó. Thì không biết là đây cái bộ vest đây là ai chuẩn bị cho con vậy Duy? Dạ mẹ. Lại là mẹ nữa hả? Rồi thì wow, ở nhà của con là mẹ có hay chuẩn bị vest cho con không? Dạ có. Thấy là hôm nay là em thấy là giống như là cũng là một cái tập mà có vừa nam vừa nữ anh ha. Đó giờ có những tập là nam nam nữ nữ, bữa nay là trời hai người hợp. Anh nãy đồng ý gì nè Lan? Sao hai bố đồng ý không nha? Hai bé đang mặc đồ rất đẹp, rất là thời trang. Hai bé có thể nắm tay nhau biểu diễn thời trang đi lên xuống một lần được không nè? Được rất không đẹp luôn. Cái nha được. Con nắm tay chị nè. Nắm tay chị nè. Nắm tay chị nè. Rồi bắt đầu xin mời một nét nhạc hai bé đi biểu diễn. Cho một nét nhạc biểu diễn thời trang. Chúng ta sẽ cùng chào đón người mẫu Như Ý và người mẫu Đức Duy. Xin mời. Quá dữ luôn. Đúng rồi, tạo dáng nè. Tạo dáng, đúng rồi, chống nặng rồi. Xoay qua nè, xoay lại nè. Rồi, bắt đầu mình đi qua hai bên nè. Đi qua hai bên nè, đi qua hai bên. Đi qua đây, đi qua đây. Đó. Rồi, tạo dáng luôn nè, tạo dáng nè. Tạo xe nè, đứng yên nè. Đúng rồi. Quay vô giữa lại nè. Quay vô giữa lại, đi vô giữa lại nè. Vô giữa, rồi. Vô giữa lại nè, vô giữa lại nè. Nắm tay nhau. Cho chị nắm tay nè, rồi. Rồi. Tạo dáng. Chào khán giả, chào khán giả nè, chào khán giả. Rồi. Rồi đi lại nè, mình đi thật là đó dữ rồi, quá trời rồi, hết vào cái là ơi ơi quá dữ luôn rồi, xuất sắc. Trời ơi, em háo hức quá.
xong bây giờ mình phải nhanh chóng vào vòng 1. Em muốn khai thác về gia đình, hai gia đình này quá rồi. Được. Chúng ta sẽ không để khán giả chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ bước ngay vào vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Chào đón tất cả quý vị cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Em không biết là ở nhà thì là bé sẽ là vui đùa với bố nhiều hơn hay là với mẹ nhiều hơn? Bây giờ em sẽ hỏi anh Thanh Hùng trước ạ. Ở nhà thì là bé chia sẻ với mẹ nhiều hơn anh. À, nhiều hơn. Mình bận công việc, mình ít dành thời gian cho bé. Anh đi làm suốt ngày. Vậy thì anh có nghĩ là lâu lâu mình sẽ dành cái thời gian mình bù đắp lại cho bé không? Cũng có. Mình thứ bảy chủ nhật anh không làm, nhà cũng có lâu lúc cũng chở cháu đi chơi. Rồi Như Ý ơi, thì những lúc mà bố dành thời gian cho con thì thường bố sẽ chở con đi đâu chơi nè? Dạ, có những lúc thì đi vô siêu thị và đi công viên. Đi công viên chơi. Hay đi siêu thị là thấy gia đình là rất là thích đi mua sắm. Rồi không biết là bên gia đình của anh Hoàng. Quốc Hoàng với lại Đức Duy như thế nào ạ? Ở nhà thì bé hay gần gũi với ba hay mẹ nhiều hơn ạ? Thì bé Đức Duy cũng gần gũi cả hai, nhưng mà thời gian thì mẹ bé có nhiều thời gian ở nhà hơn với bé. Còn hàng ngày thì bé đi chơi thể thao thì ba chở bé đi chơi thể thao. Những lúc đá banh thì đi chơi thể thao, còn lúc nào mà một tuần 3 buổi không đi tập đá banh thì lại đi chơi thể thao tennis với ba. Trời ơi, Đức Duy ơi, cô Lan nghe là bố chia sẻ với con là con học đá banh hả? Không biết là mình học được bao lâu rồi? Học được 6 năm rồi. Trời ơi. Bây giờ con bao nhiêu tuổi? Con 6 tuổi. Con 6 tuổi là lúc mới sinh ra là mình đã học đá banh rồi à? Trời ơi, vậy tính ra là con đã vào nghề được 6 năm rồi à? Mình là một cầu thủ chân chính rồi à? Rồi bây giờ là con có thể kể những cái lối đá của con ở trên sân bóng được không? Tiền vệ, hậu vệ nè. Đá vị trí nào? Thủ môn nào hay đá trên TV? Con giống chú Quang Hải. Cái vị trí giống chú Quang Hải anh. Tiền vệ. Tiền vệ hả? Tiền vệ Đức Duy. Con có nghĩ trong tương lai mình sẽ là một tiền vệ của Việt Nam không? Có. Có luôn hả? Là bây giờ là tính ra là mình đã học được 6 năm rồi. Là mình dữ lắm rồi đó. Bây giờ con đố cô Lan đi, thủ môn của mình là ai nè? Đố cô Lan nè. Của mình là ai cô? Thủ môn của mình là cái người chụp bóng đúng không con? Là tên gì nè con? Nếu như cô không lầm là cô nhớ là có Văn Lâm đúng không ạ? Có Tiến Dũng và người đây là Tấn Trường đúng không? Đúng rồi. Cô có theo dõi. Rất sắc. anh tính thử thách em nhưng mà không ngờ em cái gì em cũng biết Lan à, rất là em biết nhưng mà thật sự là đôi khi sợ nó hay bị lộn. Nhưng mà anh thấy một cái hay gì nè, là cả bé Như Ý và bé Duy á đều dạ thưa, rất là lễ phép. Ở nhà là các anh đã chỉ bảo và giáo dục các bé rất là cẩn thận đúng không ạ? Xin mời anh Hùng ạ. Ở nhà ai là người sẽ dạy bé nhiều hơn, anh hay là mẹ? Mẹ cháu thì gần hơn cháu anh nhiều. Cháu không được Như Ý mình là mình cũng phải con phải biết lễ phép với người này hoặc là người lớn cho cái gì thì mình phải biết cảm ơn. Có lấy quanh vậy còn mới vui mà gần học hành hay là gì là mẹ là như gần hơn anh. Gần hơn. Anh đi làm suốt. Em không biết là ở nhà thì anh hay là mẹ sẽ là nghiêm khắc với bé hơn. Mẹ nghiêm khắc hơn. Mẹ. Có bao giờ mà mẹ nghiêm khắc mà bố vào giải vây cho bé không? Rất là nhiều. Những lúc như vậy thì chị nhà kiểu phạt hai bố con luôn hay sao ạ? Không có. Tại vì chung là nhiều khi thấy mẹ la nhiều quá thì mình cũng sót ruột á. Bớt đi. Chứ la anh cũng không thích. Như Ý ơi, con có thể kể một cái kỷ niệm trong một lần con lỡ làm một cái gì đó sai mà mẹ la con cho cô Lan nghe được không? Bố vô bố cứu con nè. Dạ. Thưa cô chú, do là có một lần con học không nghiêm túc. Mẹ la con xong rồi ba vô ba cản, rồi lúc đó ba về ba vô ba bảo là thôi bớt đi. Là lúc đó là mẹ không la con nữa, nhưng mà lúc đó là con có nhận ra cái lỗi của mình và xin lỗi mẹ không? Dạ có. Vậy là tính ra là bố giải vây khá nhiều, nhưng mà ở nhà con có hay thường xuyên như vậy không? Dạ không. Dạ này con ít thôi. Ít thôi hả? Rồi cầu thủ gì Đức Duy, ở nhà mình là bố nghiêm khắc hơn hay là mẹ nghiêm khắc hơn? Dạ mẹ nghiêm khắc hơn. Mẹ nghiêm khắc hơn, nhưng mà con sợ bố hơn hay là mẹ hơn? Dạ mẹ. Mẹ hơn hả? Tại sao mình lại sợ mẹ hơn? Tại do mẹ nghiêm khắc với con. Mẹ nghiêm khắc với con. Những lúc con đi chơi con xin tiền thì con xin bố hay xin mẹ?
xin bố. À, xin bố hả? Sao sao không xin mẹ vậy? Tại do bình thường con xin mẹ là mẹ không có cho. Không có cho. Không bao giờ cho hết. Các bà mẹ đều không bao giờ cho con tiền á, nhưng mà ông bố hay cho. Dạ. Mà em thấy rõ ràng không nhỉ? Duy với lại bố Hoàng là như là hai bản photo luôn, là bên kia cũng vậy. Bé Ý với lại bố Hùng, trời ơi. Mà em em nghe người ta nói nha, con giống cha là giàu ba họ luôn. Mà bây giờ đây là em thấy là rõ ràng là tình yêu của các chị nhà dành cho các anh rất là lai láng. Anh Hoàng ơi, cho em tâm sự với em một chút xíu là với trường hợp của bé Duy thì như mình có một cái câu chuyện cũng muốn chia sẻ với chương trình đúng không ạ? Dạ. Dạ, xin mời anh ạ. Bản thân Hoàng lấy vợ cũng dễ. Dạ. 35 mới lấy vợ. Thành ra là khi tưởng là về sẽ có cháu ngay nhưng mà cũng hơi hơi chậm. Thành ra là gần 2 năm mới có. Cũng đi đủ nơi đó. Đi uống thuốc nam, thuốc bắc rồi. Cũng đi bệnh viện từ dũ. Cũng đi bơm rồi, đi làm các thứ rồi. Chán rồi các thứ rồi, không muốn gì nữa để tưởng tính là để đi làm. Tưởng bỏ cuộc thì đi, đi làm thôi. Tự nhiên thì mẹ đi Tết, dịp Tết vào cái là bắt vào cái là mẹ báo tin là mẹ có bầu. Thành ra là rất lúc đấy là vỡ òa lên luôn, không tin nổi là tự nhiên nó lại có một cách tự nhiên như thế. Vào bệnh viện Mekong nhưng mà nằm ở đấy 5-7 ngày không sanh được. Cuối cùng là phải về đi khám một bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ. Thì bác lại mát tay, sanh tự nhiên mà không sanh được cùng bác mổ cho. Lúc 7:30 sáng là bác mổ cho là ra bé chào đời được 3 ký. Wow. Đang hiếm muộn, đang khó mà tự nhiên lại có luôn cháu trai đầu đầu lòng luôn. Chúc mừng anh Hoàng. Quá mừng, quá mừng. Dạ. Vâng, vậy em xin hỏi bố Thanh Hùng là ở đây là nhà mình có 3 cháu đúng không ạ? Là hai cháu là nam, là con trai hay con gái hết à? Nữ hết. À, là ở nhà ba nữ hết luôn. Nàng công chúa luôn. Wow. Vậy thì như hồi nãy đây chia sẻ là cũng là sanh cháu, thì không biết là cái cảm giác lần đầu á và cuộc của bố khi mà bố sanh cháu thì mình như thế nào ạ? Là anh sanh hai cháu đầu là bà ngoại lo hết, ở ngoài quê anh không biết. Không biết luôn. Không biết là thằng hay là chị là bà xã là chung con đầu á, bà ngoại chưa có cháu á, đi về ngoại nuôi. Là ngoại lo hết. 3 tháng bắt đầu mới đưa cháu vô đây anh mới biết, chứ anh cũng không biết gì. Dạ, nhưng mà rồi còn tới bé Như Ý. Bé này thì sinh trong này. Em muốn biết là lần đầu khi mà mình đưa vợ mình đi sanh đó thì anh có bỡ ngỡ hay là mình đã nói chung bà cũng rất là bỡ ngỡ con, tại vì mình cũng không có làm cái này bao giờ, không có kinh nghiệm. Phần thứ hai nữa là bà ngoại thì ở xa. Dạ. Rồi bà nội trong này thì mất rồi. Dạ. Thì cũng có chạy lên xuống rồi. Thật sự là ngày đầu tiên mình đưa bà xã đi sanh vô, bà cũng sanh cũng hơi khó. Dạ. Cũng vô rồi tối đêm mình cũng ngủ tùm lum hết, mình buồn ngủ quá mình cũng ngủ tùm lum hết, rồi thấy bà khóc lam sùm bà xã vậy đó, rồi cũng cảm giác là cũng lo. Mà thấy lần đầu tiên cảm giác người phụ nữ người ta mang bầu người ta sanh thấy rất là cực. Rồi có cái kỷ niệm nào mà giữa ba chị em mà con nhớ nhất không? Có một cái kỷ niệm mà con nhớ trong đầu như in luôn. Đó là ba mẹ đi làm việc sáng, hai chị bảo là dậy ba hai chị đi mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong rồi không đủ tiền. Chị Lan lấy tiền, chị Lan ra chị Lan mua. Con nhớ như vậy luôn. Đói xỉu. Nhưng mà lúc đó là vẫn có đủ tiền trả cho người ta. Dạ. Hết rồi, tưởng kiểu mua thiếu xong rồi tới lúc ba mẹ về nó ba mẹ ra trả. Đó là dễ thương nha, các chị em như vậy là thương nhau đó. Chị em rất là thương nhau. Còn chàng trai Đức Duy ơi. Dạ. Nhân chương trình này có muốn ước mơ mua cái gì hay là đi đâu chơi, nói cho ba mình nghe đi nè. Ba Hoàng đang nghe kìa. Dạ con muốn đi biển. Con muốn đi biển. Tại sao vậy ta? Tại sao thích đi biển nè? Tại do hôm trước ba con vẫn đi biển một lần. Con tắm nhưng mà con có bị nước nó tràn lên rồi nên con muốn đi nữa. Đức Duy hiện tại con là anh đúng không? Và có một em nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì khi mình làm anh á thì mình có thương em và mình nhường nhịn em mình nhiều không? Dạ có. Rồi em có con tên gì nè? Subo. Trời đất, cái đó tên ở nhà còn tên. Tên thật là tên, tên gì? Tên thật nè? Là tên gì nè? Tên thật là tên Trưởng Đức Khôi. Đức Khôi và Đức Duy. Rồi, hai anh em ở nhà là chắc là quậy lắm đúng không con? Dạ đúng rồi cô. Có bao giờ là mình giành đồ chơi với lại em mình không? Dạ không. Nhường hết cho em luôn hả? Con nhường mà con chơi chung với em. Chơi chung với em. Cô Lan là nhỏ giành đồ ăn nhiều với lại em lắm. Không có, tại vì thấy là rất là dễ thương nó. Thì ở nhà bên đây là có ba chị em, ở đây là Út. Nhưng mà riêng nhà cha em đây người ta là anh trưởng thành. Đó. Có bao giờ mà con lỡ con làm cho em khóc hay là con có một cái kỷ niệm nào với em không? Kể cho cô Lan và chú Phúc nghe nè. Con sẽ mua kẹo cho em ăn, em đỡ khóc.
À, nếu em khóc là con sẽ mua kẹo. Nhưng mà tiền đâu con mua kẹo? Dạ con xin ba. À, con xin ba mua kẹo cho em hả? Ồ, dễ thương quá. À, cái lúc mà Đức Duy á, con biết là mẹ sẽ có thêm một đứa em nữa, lúc đó cảm xúc con như thế nào? Con thấy vui để chơi chung. Vui hả? Con ẵm em bao giờ chưa? Lúc đó có ẵm em không? Thì có. Ẵm em hả? Trời ơi, ẵm em luôn. Con có bao giờ là được thay tả hay là mình thay đồ cho em chưa? Vậy chưa. Vậy chưa hả? Thấy cưng quá à. Mà anh Hùng với anh Hoàng á, em nhìn thấy là hai bé đó rất là kiểu lễ phép nè, rồi dạ. Cái gì cũng nhường nhịn hết, cả chị cũng mà nhường cho chị nè, đây anh là nhường cho em. Và em hy vọng rằng là sau cái phần tình yêu của bố này thì ở phần sau anh và các bé sẽ hiểu nhau nhiều hơn, dạ. Và sẽ giúp cho hai bố con có thêm những cái điều gì mà chưa nói được, sẽ dạ. Tiếp tục kể tiếp cho chương trình nghe ở phần sau. Hai anh đã sẵn sàng không ạ? Dạ sẵn dạ. sàng. Và kính thưa quý vị khán giả, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ đến với phòng 2 được mang tên là Tâm ý tương thông. Nhưng mà trước khi đến với vòng 2, xin mời quý vị khán giả hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút.